cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tính đến sáng 6 tháng 10 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 401.541 trường hợp nhiễm trong nước, 496 trường hợp nhập cảnh. Về tình hình thu dung điều trị COVID-19, HCDC cho biết, số ca F0 đang cách ly điều trị tại nhà là 23.089 người. Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 11.587 người. Số ca nhập viện tầng 2, tầng 3 trong ngày là 1.150 người. Hiện nay, tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, tầng 3 là 22.991 người. Số trẻ em dưới 11 tuổi nhiễm đang điều trị là 1.962 người. Số phụ nữ mang thai đang điều trị là 189 người. Số trường hợp xuất viện trong ngày là 2.768 người. Số ca xuất viện cộng dồn là 222.564 người. Số ca tử vong trong ngày là 88 người. Số ca xuất viện trong ngày đã nhiều hơn gấp đôi số ca nhập viện. Về chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, các quận huyện tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Người chưa tiêm mũi 1 đăng ký tiêm qua tổng đài 8066. Về tình hình cách ly kiểm dịch y tế, số trường hợp đang cách ly tập trung là 1.480 trường hợp. Số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 14.961 người. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.